Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 431, tên trộm biến hình. Vẽ gì mà bò lết ngoài đường vậy? Con vừa mới nhìn thấy một cảnh rất hay ở bến thuyền, con vẽ lại cho vui. Ôi, vẽ gì kỳ cục vậy, không dám coi đâu. Bà coi rồi mà còn nói không dám coi. Cảnh này không có gì bậy bạ đâu bà ơi, chỉ là phong tục của người Tây đó thôi. Còn thấy khi mấy ông Tây gặp mấy bà đầm thì bà đầm đưa tay ra, ông Tây cầm lấy bàn tay của bà đầm và hôn nhẹ lên. Còn thấy ông Tây bà đầm nào cũng làm như vậy nên còn biết đó là phong tục chào hỏi của họ. Còn vẽ lại cảnh đó để người mình có ai thích bắt chước người Tây thì làm theo. Còn thấy bà là người nhà giàu, bà cũng nên làm theo người Tây cho có vẻ lịch sự. Bà với ông mà làm như vậy thì thiên hạ phục sát đất. Thôi mày ơi, mắc cỡ chết. Có gì đâu mà mắc cỡ, ông bà làm như vậy thì người ta sẽ nói ông bà có Tây học. Giàu có thì phải có Tây học. Làm vậy là có Tây học hả? Vậy thì tao sẽ làm. Làm thế nào chỉ tao đi. Bà đưa tay cho con. Con cúi xuống hôn nhẹ. Chỉ có vậy thôi. Tao sẽ bày ông chồng. Ơ, chiếc nhẫn đâu rồi? Bắt thằng ăn cắp. Nó ăn cắp chiếc nhẫn của tôi. Thằng đó ra làm sao? Nó bị lé. Bắt đứa nào bị lé? Đàn lé, hét lé. Không phải thằng này, thằng này không bị lé. Muốn lé thì lé, muốn không thì không. Thằng hồ kia đứng xe ra, người hồ như cố mà cứ đứng sát người tôi. Không cho đứng thì thôi. Nam Hào hả? Tiền đây. Túi tiền đâu mất rồi? Thằng hồ kia ăn cắp túi tiền của tôi. Đàn hồ, hết hồ. Bắt được nó rồi. Nó đâu có hồ, thả nó ra. Quay lại rảnh nước lấy túi tiền. Dạo này có một thằng ăn cắp lợi hại lắm, nó biến lẹ như ma vậy. Đi chợ hãy cẩn thận tiền bạc. Ăn trộm. Nó nhảy ra ngoài rồi. Coi có mất gì không? Mất cái lư đồng. Thằng này khôn, nó lựa cái đắt tiền nhất mà lấy. Có dấu tay của nó nè. Rất đặc biệt, bàn tay trái của nó có 6 ngón tay. Tao sẽ báo quan, mày không thoát đâu. Tháo ngón tay giả ra. Còn 5 ngón như mọi người. Trở lại bụi tre lấy cái lư. Tìm đứa nào có 6 ngón tay bắt hết về cho ta điều tra. Đứa nào có 6 ngón tay giơ tay lên. 7 ngón, 5 ngón. Đâu có đứa nào có 6 ngón tay. Oa oa. Tao thấy nó rồi. Còn bắt được một đứa có 6 ngón tay đây ạ. Nó chưa biết đi, làm sao mà đi ăn trộm. Thiên hạ có bao nhiêu cái đần, mày giành hết. Ui da. Ăn trộm ông Quỳnh ơi. Ông lấy cái nồi đồng chạy kia. Thấy cái đầu trọc rồi. Trốn vô bụi hả? Không thoát đâu. Đứng dậy, chạy là que do à. Thằng vô duyên, tao đang xả bụng mà biểu tao đứng dậy. Mà đâu phải ông này, ông ăn trộm trọc lóc hả? Xin lỗi vì đã làm phiền giấc mộng. Công nhận ông biến lẹ thiệt. Muốn trọc thì có trọc. Lấy cái nồi. Đưa tiền cho ta. Tiền đây. Cái miệng méo ghê quá. Đàn méo, hết méo.
bắt đứa nào có cái miệng méo xẹo. Lần này cẩn thận nghe mày, đừng có bắt trẻ con nữa đó. Đời lỡ dạy một lần thôi mày. Thằng nhỏ có cái miệng méo xẹo kia, nó méo không phải miệng méo, lại định bắt trẻ con nữa hả? Bẩm không tìm ra đứa nào có cái miệng méo xẹo. Vẫn còn tình trạng trộm cắp, người ta nhận dạng được nó, nhưng nó biến nhanh như ma vậy. Có tới 3 thằng ma, một trộm, một cắp, một cướp, đỡ làm sao nổi đây. Tôi nghĩ thủ phạm mấy vụ trộm cắp này là ông quá. Sao mắm lại nghĩ tôi? Ông có những biệt tài trời cho. Ông muốn lé thì lé, muốn méo miệng thì méo miệng. Ông làm mắt lé đi ăn cắp, người ta rượt bắt thì ông làm hết lé, người ta không bắt được. Hay quá, chát. Mừng mà đánh tôi muốn xẹo vai. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Con biết rồi, khó bắt được ông trộm cướp cắp đó lắm. Gì mà trộm cướp cắp, nói gì lộn xộn vậy? Ổng vừa là trộm, vừa là cướp, vừa là cắp, gồm 3 vô 1 cho gọn. Ông đó có khả năng biến hình như con, chú coi nè. Thằng lé ăn trộm cái bánh của chú. Con không có lé, con không lấy. Thằng hồ xé áo chú. Ê mày, con không có hồ, con không xé áo chú. Hiểu rồi, thằng trộm cướp cắp đó có tài biến hình như mày. Hèn chi người ta mới thấy nó đó mà nó biến mất vì đã thành người khác. Vậy làm sao mà bắt nó? Dễ ạc, mình bắt nó để chú lập công với quan. Cho con huê hồng, quan thưởng 10 đồng, con lấy 8 đồng. Cho mẹ hết luôn đó, ăn cho dữ. Ông hay thiệt, cái lừa cũ mềm mà ông sơn phết lại thành cái lừa bằng vàng. Không hay không phải quỉnh, khen thừa. Xong rồi đây, các chú mang đi đi. Tụi mày ơi, ra coi người ta mang cái lư vàng đẹp lắm. Lư vàng hả? Có mối ngon rồi. Của ai vậy? Của ông Lý luôn. Lý trưởng mà giàu dữ vậy hả? Hễ đã là quan chức thì phải giàu. Mang đi đâu vậy? Có một cái chân bị méo, đem ra tiệm vàng sửa lại. Họ đi đồng quá, không ăn cắp được. Để tối mình ăn trộm. Có một người gác cửa, cho hắn tí thuốc mê. Ấm, ngủ đi em, mộng bình thường hen. Cái lư trên bàn thờ kia, dễ như ăn chuối. Thằng mỏ chuột ăn trộm cái lư. Bắt thằng mỏ chuột. Giấu cái lư vô đây. Hét mỏ chuột. Mỏ chuột, mày bị bắt. Tôi có mỏ chuột đâu. Không có mỏ chuột cũng bắt. Trả cái lư lại cho ta. Tôi đâu có lấy. Hồi nãy tôi nghe mấy ông la bắt thằng mỏ chuột mà. Tôi đâu có mỏ chuột. Mày lấy. Bằng chứng đâu? Đưa hai bàn tay ra. Có chữ gì ở lòng bàn tay? Chữ lu. Sao nó ở đây? Ta viết tên ta quanh cái lư, mày bưng cái lư nên tên của ta in vào tay mày. Ta viết ngược nên khi in lên tay mày thì nó xuôi. Không chối được đâu, nộp cái lư lại đây. Tôi giấu nó trong bụi gai mắc cỡ phía trước cổng. Mày có biệt tài biến dạng nên khó bắt mày. Mày làm mỏ của mày nhọn, khi bị bắt thì mày làm nó hết nhọn. Ông Lý nói chuyện phong thần, ai mà làm mỏ của mình nhọn được. Con làm được nè. Mày hay quá. Nó làm được thì mày cũng làm được. Còn lâu ổng mới làm được, chỉ là lời đồn thôi. Ổng mà làm mỏ nhọn được, con đi đầu dưới đất. Rõ rồi ha, mấy vụ trộm cướp cắp kia đều do mày làm, ta giải mày lên quan. Nộp lại hết những thứ người trộm cắp cướp lại đây thì sẽ nhẹ tội.
Con đem bán, lấy tiền làm cậu bắt qua suối bà già rồi. Con làm được nửa cây cầu rồi. Khi nào cầu xong, con sẽ không đi trộm cắp cướp nữa, mà con chỉ lấy tài sản của mấy nhà giàu thôi. Ai xúi ngươi làm? Không ai xúi con hết. Con thấy dân chúng ở đó lội qua suối nguy hiểm quá, nên con mượn thợ làm. Lên đó coi có cầu hay không. Bẩm nó đúng ạ, cây cầu làm bằng đá chắc chắn lắm. Cậu đã làm xong một nửa rồi ạ. Ta không biết người là người tốt hay người xấu nữa. Người tốt thì không trộm cướp, người xấu thì không làm cầu cho dân đi. Giờ vậy nè, ta muốn thấy tài trộm cắp của người. Ta sẽ tha tội cho người nếu người trộm được một món gì trong nhà ta. Để con thử, quan biết trước, quan đề phòng, khó cho con lắm. Thả nó ra để nó ăn trộm nhà ta. Thả con ra, quan không sợ con trốn đi luôn sao ạ? Ta có khờ hơn người đâu. Lính đã bao quanh khu vực này rồi, đố người trốn thoát. Vậy thì đành phải ăn trộm để được thoát tội. Chỗ nào cũng có lính, làm sao mà trộm? Để con góp ý cho chú. Sao mày giúp tao? Thì giống vàng nói, chú là người nửa xấu nửa tốt, còn giúp nửa tốt của chú. Chú làm miệng của chú thành miệng cá ngáo được không? Nè, vậy là tốt. Chú thấy ông lính có miệng cá ngáo đứng ở gốc cây kia không? Không có ai đứng gần ổng, chú chụp thuốc mê cho ông đó xỉu. Tao không có thuốc mê, còn có mang theo đây. Rồi chú lấy áo quần của ông đó mặc vô. Rồi có người thấy tao lạ mặt là lộ liền. Chú làm miệng của chú thành miệng cá ngảo, họ sẽ tưởng chú là ông lính có miệng cá ngảo kia. Chú đừng lên nhà trên, chỉ cần vô bếp, giả vờ tìm nước uống, rồi chú lấy một cái chén kiểu là được. Mày làm nghề ăn trộm được đó, cảm ơn. Đói bụng, buồn ngủ. Lấy áo quần của ổng, làm miệng cá ngảo. Cá ngảo đi đâu đó? Uống miếng nước, khát quá. Rổ chén kiểu đây. Xong. Bẩm quan, con lấy được cái chén kiểu của quan đây ạ. Bếp, bưng rổ chén kiểu ra đây. Đúng là cái chén của ta. Lính gác dày đặc mà người vẫn trộm được đồ của ta. Người giỏi. Tha cho người đó, đừng có trộm cắp cướp nữa. Được tha mà sao buồn thiêu vậy? Bẩm, con chưa làm xong cây cầu. Được rồi, ta sẽ làm phần còn lại. Cảm ơn mày, bảo mày đi ăn chè. Chú có định trộm cắp cướp nữa không? Cậu xây xong rồi, tao không làm chuyện đó nữa. Với lại, mày lật tẩy bí mật biến hình của tao rồi. Trộm cắp là bị bắt liền hà, không dám đâu. Trả lời cho ta, ông là lý trưởng mà sao giàu dữ vậy? Tham nhũng phải không? Tôi đâu có giàu. Không giàu mà có cái lư vàng to tướng đó. Quan coi nè, chỉ là cái lư bình thường. Thằng Quỳnh làm thành cái lư vàng để dụ tên trộm đó. Tưởng ông giàu thiệt, ta truy tới cùng. Thưởng cho 5 đồng vì con bắt được tên trộm cắp cướp đó. Quan có thưởng không hả chú? Có, quan thưởng 1 đồng cho mày hết luôn, tao không thèm. Có gì cho tao ăn với, đói quá. Nè, cơm chiên lạp xưởng do tao làm nè. Mày chiên cơm cũng ngon, chứ có điều là có mùi thùm thủm. Thùm thủm mà hết sạch cả tô. Có còn hơn không? Sao lại phải đi xin ăn vậy? Mẹ tao không cho tao ăn cơm. Mẹ ruột mà sao giống mẹ kế vậy? Mẹ làm theo lệnh của cha dượng. Đụng tới đứa nào là đứa đó có cha dượng, chán ghê. Tao không chịu đi bán nên bị tước quyền ăn cơm. Vậy là lỗi tại mày. Chưa nghe hết chuyện đã kết án tao, ba trợn. Người ta làm chả cây bằng thịt heo tươi, còn cha dượng tao làm chả bằng thịt heo chết. Tao không thích bán chả thịt heo chết.
có ai ăn rồi bị gì chưa? Chưa có ai bị gì hết. Vậy thì sao mày sợ? Tao thấy chuyện đó vô lương tâm, không thích. Cậu trả lời hay lắm. Hôm qua mới xảy ra xung đột. Khi nào Dượng làm chả bằng thịt heo tươi thì con mới đi bán. Khi nào mày đi bán thì mới được ăn cơm. Cả nhà cũng ăn chả đó, có sao đâu mà mày phản đối. Chưa tới ngày đó thôi, tới ngày thì cả nhà lăn ra, nghẽo hết. Thế là mẹ tao quẹt cho tao mấy rồi. Mày về nhà đầu hàng cha Dượng mày đi, tiếp tục đi bán chả. Tao sẽ làm cho ổng hết làm chả bằng thịt heo chết. Đem chả vô đây. Bóc mấy cây chả này ra cho tao. Bỏ gì vô chả vậy? Không phải thuốc độc đâu mà lo. Để riêng mấy cây chả này ra, chiều mang về cho nhà mày ăn. Có chết không vậy? Tao chưa hề làm người ta chết. Gói lại đi. Bán không hết còn mấy cây đây. Đưa đây cho tao ăn cơm. Không biết ổng bị gì đây, sợ ghê. Oẹ oẹ. Đau bụng quá. Ha ha, ổng bị thằng Quỳnh cho ăn thuốc Tào Tháo rượt. Hừ hừ, đau quá. Con đã nói rồi, có ngày bị trúng độc vì thịt heo chết mà. Tào lao, tại tao uống giấm giảm cân nên bị đau bụng, chứ không phải tại chả. Đau quá bà ơi, chắc tôi nghẹo quá. Vậy có làm chả nữa không? Làm chứ, làm cho thằng Thận đi bán. Tôi đau bụng đâu có phải vì chả. Chưa chịu thua. Đưa tao ba cây chả. Dụ thằng Xuân, con cũng quan ăn ba cây chả này cho tao. Cầm hai hộp dế này dụ nó mê đãi dế lắm. Nó kia, mua giùm tôi vài cây chả đi, chả ngon lắm. Không thích ăn chả. Mua giùm đi, tôi tặng cái hộp dế này. Dế cổ lửa không hà? Ha, toàn là dế cổ lửa. Bán cho tao mấy cây chả đi. Tao đem về nhà ăn. Chả còn nóng, ăn liền mới ngon, đem về nhà là hết ngon. Ăn xong đi, rồi tôi chơi đá dế với cậu. Tôi còn hộp dế nữa nè. Vậy hả? Vậy thì ăn liền. Mầm, mầm. Rồi, đá đi. Ha, dế của tao thắng rồi. Tại dế của tôi toàn là dế mái không hà. Chưa rồi, tôi đi bán đây. Ôi, đau bụng quá. Oẹ. Cậu bị sao vậy? Ăn mấy cây chả của thằng Thận làm tao đau bụng quá. Nó bán chả thiêu rồi, tới nhà nó bắt đền đi. Thận, mày bán chả thiêu cho tao ăn, làm tao đau bụng muốn chết nè. Đứa nào vậy? Thằng Xuân, con của Quang. Chết rồi, con của Quang cũng bị trúng độc vì chả của mình. Nếu có ai chết là mình đi tù à. Bác đưa cho nó lọ thuốc này, uống vô sẽ hết đau bụng liền. Bác cho nó hộp dế này, năn nỉ nó đừng mét cha nó. Tôi đau bụng quá, bà ra cho nó uống thuốc đi. Xin lỗi cậu, tôi lỡ bán chả thiêu cho cậu, cậu uống thuốc này sẽ hết đau à. Ừ, hết đau rồi. Trả tiền mua chả lại cho cậu nè. Tặng cậu hộp dế này, cậu đừng mét cha cậu nghe. Nhiều dế quá, không mét đâu. Hú vía, nó hứa không mét Quang. Tôi ăn chả bị đau bụng, thằng con Quang cũng bị đau bụng. May là chưa có ai chết. Thôi, không làm chả bằng thịt heo chết nữa đâu. Có ngày ở tù đó.